Em nói được chưa? Ok, em hôm nay em đến cùng phụ huynh tới trường Liverpool của Boys High School để bày tỏ cái ý nghĩ của mình về cái lá cờ của Cộng sản. Mình nói cho họ biết là mình không có chấp nhận cái lá cờ đỏ đó. Tại vì cái lá cờ đỏ đó mà mình phải bỏ nước mình ra đi, mình tìm cái tự do. Thì họ đã chấp nhận đồng ý là không có cho cái lá cờ đỏ đó treo ở cái trường học này. Họ đã hứa với mình như vậy. Đó là một cái niềm vui cho cộng đồng của mình, vì người ta hiểu cái ý của mình là mình bỏ nước ra đi vì mình muốn tìm cái tự do, nên mình không có muốn thấy cái lá cờ máu đó nữa. Tại cái lá cờ máu đó là cái một cái sỉ nhục của cộng đồng của Việt Nam mình ở Úc Châu. Mình xin kính chào tất cả quý cô bác các anh chị. Thật ra hôm nay đó là cũng là một chiến thắng, mà cái tình trạng là mỗi một nơi họ nhận ra cờ vàng và họ chấp nhận cờ vàng, đó là một niềm vinh dự và đó là một niềm vui của người Việt tị nạn cộng sản tại New South Wales nói riêng và tại Úc Châu nói chung. Vậy thì ngày hôm nay tuy rằng các anh chị rất là bận biểu, các cô chú cũng rất là bận biểu, nhưng chúng ta vì việc chung, chúng ta bỏ việc riêng để đến ngày hôm nay có mặt ở đây để nói lên tiếng nói của chúng ta, nói lên cái nguyện vọng của chúng ta, và cuối cùng đó là chúng ta được thành công và thêm một ngôi trường nữa lại biết được cờ vàng, có sắc cờ vàng của chúng ta, và có ý nghĩa là tự do, đẩy được độc tài cộng sản. Thì hy vọng rằng trong tương lai trên trên cái đất Úc Châu này không có một bóng cờ đỏ nào hết, mà toàn rợp bóng cờ vàng trong tự do, hạnh phúc, hòa bình. Chào, Kim Phương xin kính chào. Thưa quý vị, mặc dù thời gian cũng quá cấp bách, nhưng mà số đồng hương quy tụ cũng khá nhiều. Đây là một cái thành công mà chúng ta rất là vui mừng. Tôi nghĩ rằng lẽ ra cái việc này thì ban chấp hành cộng đồng nên vận động, mặc dù đã được thông báo trước, nhưng mà điều này đáng tiếc họ đã không làm. Vì vậy chúng tôi mong rằng những ban chấp hành sau sẽ rút kinh nghiệm và phục vụ cho đồng hương cũng như cộng đồng chúng ta với một cái lập trường duy nhất là xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản để xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ và có nhân quyền. Rồi 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 kính thưa quý khán giả của Facebook, thì hôm nay chúng tôi tới cái trường Liverpool High Boys School thì để mà nói chuyện với ban giám hiệu là chúng ta không chấp nhận cái lá cờ treo lá cờ đỏ, cái cờ máu mà treo cho ngày mai là cái ngày mà đa văn hóa của trường. Thì chúng tôi đi đây thì đi tháp tùng với những phụ huynh học sinh để mà hỗ trợ cho họ, để đòi hỏi là chúng ta phải, vì chúng ta bỏ nước ra đi vì cái lá cờ máu đó, và chúng ta đem theo những cái lá cờ của chúng ta, và được bà hiệu phó chấp nhận và đã nhận cờ của chúng ta và có mời chúng ta ngày mai đến để mà tham dự cái lễ với họ. Thì chúng tôi rất là vui mừng, vì đây là hình như là anh Tất Phương cũng đã có message báo cáo cho ông chủ tịch cộng đồng rồi, nhưng mà thấy không có trả lời. Do đó chúng tôi với tính cách cá nhân, mặc dầu chúng tôi ở là trong hội cựu quân nhân, chúng tôi ở là trong trong thành phần một thành viên của hội đồng tư vấn giám sát cũng như anh Tiền ở đây, nhưng mà chúng tôi không lấy danh nghĩa đó, mà chúng tôi chỉ lấy danh nghĩa là cá nhân để đến đây làm việc này, vì công việc này là do cộng đồng chứ không phải do chúng ta. Do đó xin coi như là đây, rồi sau sự thành công này thì chúng tôi rất là vui mừng và coi như là cảm ơn anh Tất Phương đã đưa lên, cũng như tất cả quý phụ huynh ở đây đã đến để làm cái công việc này. Xin cảm ơn. Xin chào các đồng hương người Việt tự do. Hôm nay là một cái ngày vui, và cái cảm xúc của tôi cũng rất là mạnh mẽ. Tại vì cái lý tưởng tự do của cộng đồng người Việt tự do đã được biểu hiện
qua cái sự chấp thuận của nhà trường Liverpool High School Boy, cho nên là tôi nói lên cái niềm vui, cái cảm xúc của một người Việt tự do, của những người mà có con cái được học ở dưới mái trường của những cái đất nước tự do văn minh. Và tôi xin kính chào. From about 11 a.m. Okay, so there's a ceremony in the morning, and then after that there's activities for the boys, but there's performances like from all different cultures around the world in the morning, and then after that there's like food and activities in the afternoon. Cổ mới nói là nếu mà mình muốn đem thì mình đem, nhưng mà cổ nói không đem thì cũng không sao. Không, mình hỏi để biết, thí dụ người ta ok mình đem. Yes, no, you're welcome. Yes, I want to, but you don't feel like you have to. That's okay. Okay, thank you very much. Thank you. Bye-bye. We feel very happy today. Oh, yeah. That's good. If you don't mind, can you say something with my Vietnamese community? Oh, Vietnamese, yeah. Thank you.
Honorable Mayor, Vice Mayor, and all Council Member of the City of San Jose. My name is Hien Nguyen, on behalf of the Overseas Vietnamese Women Association of Northern California. San Jose is our home, our last safe home for refugees fleeing from the communists. We escaped from them just like the Jews escaped from the Nazis. We feel the horrible bloody flag in the same way. Thank you for your leadership and support in giving us a peace of mind. Thank you. Yes, Tui Lei, Mike Mai, Yvonne Lei, and Tim Cao. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Council Member San Jose City. I am Tao Lei, and represent former Vietnam Armed Force Alliance. As you know, Mr. Council Member Tam Nguyen, explain about communists of Vietnam. We say BC, coming crimes again, human rights in Vietnam strongly. So I think, I believe you understand everything, the communist totality and torture Vietnamese people in Vietnam. If you think you display the communist threat flags in San Jose, you have to think about this. You try to